Aru, chạy đâu đó mọi người ạ. Hên vậy. Ok, hello mọi người nhé, lại là mình đây, Hưng Điền Xì đây. Thì ok, hôm nay mình sẽ làm video đó chính là lệnh random block food cho mọi người ơi. Thì ok, mọi người đã vào đây thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký và ấn vô biểu tượng chuông nha mọi người, để mọi người nhận được tất cả thông báo video về tin của mình nha mọi người. Đấy, thì bạn nào có ý kiến gì hay là muốn comment gì hãy bình luận ở dưới phần bình luận nha mọi người. Ok, cho mình biết để mình thực hiện và mình làm nhé. Ok, thì mọi người đăng ký kênh ủng hộ mình sẽ lấy những cái trái mà cái này trái quỷ nha mọi người, trái vlog food á. Đấy, mình sẽ tặng event tặng cho mọi người nhé. Xong rồi mình sẽ lấy ra mình treo cho mọi người. Ok, thì mọi người nhớ ấn like đăng ký mấy bạn mà hay tương tác á mọi người, like comment thì mình nhớ thì có gì mình sẽ tặng nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ vô random luôn mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ vô coi con boss nó bán cái gì đã mọi người. Cái của mọi người ơi, thế rồi. Ok, bây giờ mình sẽ random với cái lệnh của mình luôn nha mọi người. Lệnh đó chính là sẹt e Hưng Đen Xì nha mọi người, tên mình luôn. Mình mở ra được trái trồng trái ở bên non các thứ đó mọi người ơi. Ok, coi lần này được trái gì nha. Phát đầu tiên nè, được trái phân tách mọi người ơi, bố bố luôn. Ok mọi người, giờ mình sẽ đổi xe lột, giờ mình sẽ đổi ạc hoặc là chờ để random tiếp nha mọi người ơi. Ok, tiếp tục random thôi nha mọi người ơi, mình đã qua nick phụ của mình đây. Ok, giờ mình sẽ xẹt e lên xì nha. Cái nó sẽ ra cái gì đây, trái gì đây, mochi leo bát trái hồi sinh mọi người ơi. Trời ơi, mình có chết đâu mà hồi sinh mọi người ơi. Ok, chờ tiếp tục random thôi. Vấp. Ok mọi người, tiếp tục thôi mọi người với cái lệnh của mình nha. Sẹt e hư đi mọi người nhớ xài nha, nhiều bạn xài ra quá trời trái hên rồi đó mọi người, mình nói thiệt. Như vậy kêu là mình ra được trái gravity nè, trái venom nè, đấy được trái bao mọi người ơi, cũng bú nha, cũng gọi là bú á, nhưng mà bú gì thì mình không biết nha. Có rồi, lại vứt mọi người ơi, lại chờ tiếp tục lên đo thôi. Mình cái lệnh mình chắc chắn là ngon, mọi người yên tâm. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ thử lệnh cái này, lệnh này của Admin đó mọi người, đó chính là sẹt e Admin, để coi ra cái gì nha mọi người ơi. Ok, aru chả nó đố mọi người ạ. Thêm vậy, mọi người hãy ấn like đăng ký chia sẻ clip này nha mọi người, và thử lệnh dùng lệnh này nha mọi người ơi, cho mọi người biết đến nha mọi người. Đấy, lệnh ngon vậy, sẽ e lên mình nhận ngay báo đốm luôn mọi người. Trời 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 trời, hên vãi. Tiếp tục nha mọi người ơi. Ok, với cái lệnh là sẹt e Hưng Đen Xì, coi lần này sẽ ra cái gì nè mọi người. Bơm trái cây mọi người, ôi giời ơi ngon vậy, bú ác luôn. Vipa. Tiếp tục thôi mọi người ơi. Lại là sẹt e Hưng Đen Xì nha mọi người. Gọi lệnh mình sẽ ra được trái gì đây. Mua ngay. Mua trái lớp, trái tình yêu mọi người ơi. Rất là ngon nha. Đừng chửi luôn mọi người. Có rồi, bất. Ok mọi người, giờ mình sẽ chờ và đánh hôm tiếp thôi. Lại là mình đây mọi người, tiếp tục thôi mọi người ơi. Tại sẹt e Hưng Đen Xì, chắc chắn là cái lệnh này nó bú rồi đó mọi người. Bú là ngon á, bú là ngon á. Được rồi, dứt thôi. Ủa, sao lại ra trái phương tách tiếp mọi người. Bú dậy, bú dậy. Bú thì chứ. Trời ơi. Coi có bãi trái gì đây. Sắp đổi rồi mọi người ơi. Trời hai lần rồi nha, khó nha. Bây giờ mình không biết nó sẽ ra cái gì cho mình, nhưng mà mình bắt buộc phải nhập lệnh sẹt e Hưng Đen Xì rồi mọi người. Đấy, cái gì đây.
Lẹ bác Mochi, lẹ bác Mochi. Cháy lửa mọi người ơi. Bú rồi, bú thiệt chứ. Tính ra cháy lửa là trái mình ran home được ra nhiều nhất ở trong Black Food mọi người. Thiệt luôn á. Lúc nào mình cũng phải có một cháy lửa đó mọi người. Ôi giời. Tiếp tục thôi mọi người ơi. Không lẽ nó không đai cho mình một trái xịn trời. Xịt ẻ hơn Nancy nè. Cái lệnh này viết cho mọi người nên thử nha. Mình tin mọi người sẽ ra được trái ngon á. Bộ trái kim cương mọi người ơi. Kim cương hả? Mình không cần kim cương. Mình không cần kim cương mọi người ơi. Lũ chữ tiếp tục thôi mọi người ơi. Ok mọi người ơi. Xẹt e hưng đen xì. Không lẽ mình đen thật trời. Cái tên mình á. Có nha. Cái tên mình không có đen á. Nó phải hên á. Trái cát mọi người ơi. Trái cát hả? Trời ơi. Cái gì vậy mọi người? Không. Mình tin nó sẽ ra cho mình trái Leopard Mochi á. Ok mọi người. Crystal Point sạc e hơn Nancy nè. Sao lần này đã cho mình trái gì đây? Anh ơi cho em một trái thiệt nghi nó nghĩ. Bộ trái quay tiếp mọi người ơi. Sao mà mình hên dữ vậy trời. Ơi trả này ông trao luôn á đó. Đó mọi người tiếp tục chờ và đã đông mọi người. Cái số mình nó hơi đen á. Không sao mình nghĩ là hên á. Phải hên đó mọi người ơi, phải hên á. Ok mọi người, sau 3 chờ đợi thì mình đã được ra đông tiếp rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với cái lượt của mình nha. Sẽ e hơn đây thì nè. Ok mọi người. Được rồi. Cái gì đây? Trái cao su mọi người. Mình sẽ trở thành vua hải tặc. Mọi người. Mình mới làm video vua hải tặc hôm qua luôn mọi người. Đấy. Bây giờ ra cho mình trái cao su mọi người. Ok. Cũng được á. Tiếp tục nhé mọi người ơi. Ok. Lại với cái lệnh là sẽ e hơn đen xì. Trái gì đây. Bóp. Trái khó mọi người ạ. Trái khó nha. Ngon ghê. Tiếp tục thôi nhé mọi người ơi. Lại cái lệnh nè. Sẽ e hơn DC nè. Ok mọi người. Vô nè. Trái dung nham. Ngon. Trái dung nham này hơi lạ mọi người. Trái dung nham này hơi lạ nha mọi người. Nhưng mà ngon nha mọi người. Coi có chưa ta. Ok mọi người. Chưa có luôn. Luôn chữ luôn nha. Tiếp tục nha mọi người ơi. Ok. Sẹt e hưng đen xì nè. Con nó sẽ ra cho mình trái gì đây. Được rồi. Mua thôi. Trải quay mọi người ơi. Hên gì ta. Hên gì ta. Quá là hên luôn á. Thôi xong rồi. Lệnh quá là viết mọi người ơi. Ok mọi người. Tiếp tục với cái lệnh của mình nha mọi người ơi. Sẹt e hưng đen xì nè. Đã kích hoạt mã. Ok bây giờ mình sẽ đang đo nha. Coi đã cái gì mọi người. Cái gì đây? Trái quay tiếp mọi người. Sao nít mình ra trái quay thôi vậy? Bố hổng nữa. Cậy á nhờ. Ok mọi người. Tiếp tục với cái lịch của mình nhé mọi người ơi. Đẹp e hơn nghe xì nè. Ok. Kích hoạt lịch nè. Dứt nè. Trái gì đây? Trái tính động mọi người. Bú nha. Trái này cũng viết mọi người, coi như là bú á. Cái này coi có chưa mọi người. Cái này có rồi. Ok mình vứt ở đây lại mọi người ơi. Bú rồi. Ok giờ mình sẽ qua khác nha. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ tiếp tục với cái lượt của mình nha. Sẽ e hơn nên xì nè. Thôi sẽ ra trái gì mọi người ơi. Ok. Mình lại kích hoạt lệnh thôi. Được thôi. Trái trọng lượng. Wow. Bú. Lại bú gì á. Chứ không phải bú kìa mọi người ơi. Sao lại bú gì á.
quá là bố luôn. Ok mọi người, mình lại tiếp tục cái đâu với cái lệnh của mình. Mọi người sẽ e hơn ngay xì nè, không biết lần này nó ra cho mình trái gì đây. Trái đào trắng mọi người, ngon ngon, trái đào trắng, trái đào trắng mọi người ơi. Ok mọi người, lại tiếp tục mọi người sẽ e hơn ngay xì. Cấp hàng hình và coi ra cái gì đây, trái gì đây, trái hồi sinh mọi người ơi, trái hồi sinh nha, bú bú luôn, bú luôn. Thì ok, clip của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người. Mọi người hãy thử cái lệnh của mình, đó chính là lệnh sẹt e hơn đen xì nha mọi người. Mình để coi mọi người ra được trái gì và mọi người hãy comment ở dưới cho mình biết nhá. Ok mọi người, và mọi người đã xem đến đây thì để lại cho mình một like, một đăng ký và một biểu tượng chuông để nhận được tất cả thông báo về video mới nhất của mình nhé mọi người. Ok và bye bye mọi người nha, chúc mọi người có một ngày vui vẻ nha mọi người ơi, bye bye.